Hoa hậu Phạm Hương âm thầm làm điều này với thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến không ít người ngỡ ngàng. Quý vị thân mến, sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Qatar, hàng loạt sao Việt cùng hàng triệu người hâm mộ. Theo đó, thủ môn Tiến Dũng là người đã bắt đúng hướng hai lượt sút luân lưu cân não, góp công lớn làm nên chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Trên mạng xã hội, ngay sau khi trận bán kết khép lại đã có rất đông khán giả nghệ sĩ dành những lời khen có cánh cho chàng thủ môn sinh năm 1997 Bùi Tiến Dũng. Đặc biệt, một số mỹ nhân Việt như Tất Tiên, Angela Phương Trinh không ngại tỏ tình với Bùi Tiến Dũng. Bảo Anh cũng không quên ngỏ lời tình cảm đến thủ môn Tiến Dũng. Yêu Tiến Dũng quá, giờ sao trời ơi. Thậm chí, Tất Tiên còn tiết lộ sẽ ôm hôn Tấn Dũng nếu được gặp thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam ngoài đời. Đáng chú ý, Hoa hậu Việt Nam Phạm Hương lại có cách thể hiện tình cảm với chàng thủ môn của U23 Việt Nam này khá là tế nhị. Người đẹp viết, tôi đã khóc khi chứng kiến trận đấu quả cảm của các chàng trai. Trên trang cá nhân, Phạm Hương đăng hình quốc kỳ, gửi lời ca ngợi đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, người hâm mộ đã kịp thời phát hiện Phạm Hương lặng lẽ bấm theo dõi trang cá nhân Instagram của Bùi Tiến Dũng, ngay thời điểm toàn bộ nghệ sĩ cổ động viên Việt Nam mải mê ăn mừng chiến thắng. Việc làm này của Phạm Hương khiến nhiều người thích thú bởi khi mọi người rầm rộ thể hiện tình cảm với các tuyển thủ nói chung và thủ môn Bùi Tiến Dũng nói riêng, Hoa hậu Phạm Hương lại âm thầm bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu mến chàng thủ môn trẻ này bằng việc làm cụ thể. Hoa hậu Phạm Hương tiết lộ nếu lấy chồng sẽ rời bỏ showbiz. Quý vị thính giả thân mến, mới đây tại buổi gặp gỡ truyền thông cùng Miss Universe 2008 Diana, trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, Phạm Hương có những câu trả lời khá thẳng thắn khi được truyền thông đặt câu hỏi. Cụ thể, khi được phóng viên đặt câu hỏi sau khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu, người đẹp gốc Hải Phòng có muốn thay đổi mình, nổi loạn hơn hay không? Cựu huấn luyện viên The Face Việt Nam hài hước chia sẻ, thật ra trong nhiệm kỳ Phạm Hương cũng nổi loạn đấy chứ. Mình gần như là một trong những Hoa hậu cá tính nhất thời điểm hiện tại rồi. Đấy cũng là một trong những dấu ấn của riêng mình đối với tất cả mọi người. Bên cạnh đó, Phạm Hương tâm sự đến với showbiz, đối với cô đó cũng là cái duyên, là khoảng thời gian đẹp của tuổi trẻ. Nếu tìm được một đam mê khác thì chân dài sinh năm 1991 sẽ đẻ sang và hết mình với nó. Tại đây, huấn luyện viên Trần Luật Việt Nam hài hước thú nhận bản thân vẫn chưa nghĩ đến việc lấy chồng. Khi nào duyên tới, cô sẵn sàng đón nhận và chắc chắn sẽ chia sẻ tin vui đó với mọi người. Đặc biệt, khi được hỏi nếu lấy chồng, Phạm Hương có bỏ cuộc chơi, cô cũng thẳng thắn tâm sự. Thật ra showbiz không phải là con đường mà Phạm Hương muốn hướng tới, nhưng mình rất trân trọng khoảng thời gian đó, nếu lấy chồng, cũng có thể mình sẽ bỏ showbiz. Trước đó, Hoa hậu Hoàng vũ 2008 cũng chia sẻ, chân dài 26 tuổi là một người đẹp, nên cô ấy không cần phải chứng minh điều gì ở bất cứ cuộc thi quốc tế nào nữa. Việt Nam phải tự hào khi có một hoa hậu như Phạm Hương. Đêm chung kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 với chủ đề Người kế vị tương lai được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 1 2018 tại sân khấu Crow Center Diamond Bay City, Nha Trang. Fan trầm trồ vì độ giàu có của Phạm Hương sau đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ. Từ một cô gái điều kiện gia đình bình thường, sau đêm đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015, cuộc đời Phạm Hương bước sang trang mới khi ẵm giải thưởng Vương Miện trị giá 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra, cô còn nhận được loạt giải thưởng trị giá hơn 10 tỷ đồng từ ban tổ chức và các nhà tài trợ. Ngoài tiền mặt và quà tặng có giá trị từ cuộc thi, Phạm Hương còn sở hữu một căn hộ cao cấp tọa lạc gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh của nhà tài trợ. Ngay khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ thế giới, cô đã sống ở đây và thường xuyên đăng tải hình ảnh sinh hoạt đời thường của mình. Căn hộ mới của Phạm Hương nằm ở gần trung tâm của quận 7, được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao và nằm ở vị trí đắc địa ở nơi giao cắt giữa các trục giao thông chính thuận lợi cho việc di chuyển. Phạm Hương rất vui khi sẽ sống tại căn hộ này trong vòng 1 năm. Ngoài căn hộ chung cư cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà Phạm Hương ở quê cũng được thiết kế sang trọng hiện đại, nổi bật với màu trắng rất bắt mắt. Không chỉ thế, Phạm Hương còn là người đẹp, có gu thẩm mỹ thời trang và cũng là một tín đồ hàng hiệu sau khi sở hữu hàng loạt những món đồ đến từ các thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới. Hoa hậu Phạm Hương bật khóc trải lòng cái giá phải trả cho chiếc vương miện Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Đôi lúc chúng ta quên mất phía sau chúng ta còn có gia đình nữa. Đó là điều mà tôi đôi lần cảm thấy đắng cay. Hoa hậu Phạm Hương bật khóc khi trải lòng về những điều đằng sau sự vinh quang và kiêu hãnh của chiếc vương miện Hoa hậu. Quý vị và các bạn thân mến, từ khi đăng quang ngôi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, xung quanh Phạm Hương là ánh hào quang, sự tỏa sáng và đón nhận nồng nhiệt của khán giả trong nước lẫn quốc tế. Cô luôn xuất hiện trong hình ảnh một hoa hậu rạng rỡ và mạnh mẽ. Tuy nhiên, lần đầu tiên Phạm Hương bật khóc khi nói về cái giá phải trả cho chiếc vương miện Hoa hậu. Thời gian vừa qua, Phạm Hương đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Thời điểm hiện tại, thật sự hơi khó khăn với cô Hoa hậu này.
Tuy nhiên cô đã luôn luôn cố gắng. Được biết cô tập luyện để lấy lại sức khỏe và tiếp tục với nhiều hoạt động từ đây cho đến đêm chung kết. Hoa hậu Hoàn Vũ diễn ra vào tháng 12 sắp tới. Con đường đi đến thành công của Phạm Hương có lẽ khó khăn hơn so với nhiều người, bởi vì trong quá khứ cô từng gặp rất nhiều thất bại. Nhưng cô hiểu được rằng mỗi giai đoạn cô cần thay đổi bản thân như thế nào và sau mỗi thất bại ấy, Phạm Hương lại rút ra được bài học kinh nghiệm gì. Vì khi công chúng nhìn thấy một người đã định hình phong cách, họ sẽ đòi hỏi ở mình nhiều hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng nhờ vào đó mà tôi có thể chứng minh cho công chúng thấy được rằng dù gặp hoàn cảnh nào, mình cũng có thể thích nghi và làm tốt, Hoa hậu chia sẻ. Nói về hành trình 2 năm vừa qua, Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ, 2 năm trôi rất nhanh, cô không nghĩ rằng thời gian lại có thể trôi nhanh như vậy. Người đẹp không biết được mình đã làm được bao nhiêu việc, đến được bao nhiêu nơi. Và 2 năm vừa qua, Phạm Hương chưa bao giờ cảm thấy thời gian là vô nghĩa. Ngược lại, cô luôn trân trọng những giây phút mà bản thân đã trải qua. Tôi luôn chăm chỉ và cố gắng, và kể cả không biết hôm ấy là ngày thứ bảy hay chủ nhật, đã khá lâu rồi, tôi chưa có được một ngày nghỉ như những người khác. Điều ấy cũng thể hiện rằng khi bạn làm hoa hậu thì bạn phải chấp nhận mình cố gắng hơn người khác rất nhiều, Phạm Hương cho hay. Đặc biệt Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam cho biết, điều mà cô cảm thấy nuối tiếc nhất là khi trở thành người của công chúng là thời gian dành cho gia đình không được nhiều cho chính bản thân mình cũng vậy. Sẽ có những khó khăn, hạnh phúc, nhưng sẽ có rất nhiều những đắng cay theo sau. Khi đăng quang, bạn sẽ không còn tâm trí để nghĩ đến bất cứ điều gì. Bạn chỉ biết rằng bạn phải làm việc và làm việc rất nhiều. Bạn phải cố gắng và nỗ lực mà bạn sẽ không nghĩ rằng cái giá của vương miện sẽ mang lại cho bạn những thứ gì và bạn sẽ nhận được những điều gì, cô bộc bạch. Phạm Hương không nén được xúc động khi nhắc đến việc mình đã dành thời gian nhiều cho công việc khi đăng quang nên không có thời gian bên cạnh gia đình. Cô tâm sự, sau khi đăng quang, công chúng sẽ quan tâm rất nhiều đến mình. Bà sẽ cảm thấy rằng mình không được giống như những người bình thường khác. Mình sẽ sống trong một giới hạn nhất định của chính bản thân mình. Bên cạnh đó, việc chúng ta không có thời gian cho gia đình mà phải dành toàn tâm toàn ý cho công việc. Đôi lúc chúng ta quên mất phía sau chúng ta còn có gia đình nữa. Đó là điều mà đôi lần tôi cảm thấy đắng cay. Hoa hậu Phạm Hương nghẹn ngào. Với Phạm Hương, việc xây dựng và giữ gìn hình ảnh đẹp về một hoa hậu đối với khán giả là việc rất quan trọng. Đồng nghĩa nó sẽ rất rất khó, nhưng cô không có thời gian để nghỉ mà phải làm việc liên tục, liên tục. Phạm Hương khóc nức nở khi nhắc chuyện buồn của gia đình. Phạm Hương bật khóc nghẹn ngào, không nói nên lời khi có người nhắc đến chuyện buồn gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, chiều ngày 19 tháng 8, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã tổ chức buổi ra mắt chiếc vương miện mới dành cho tân hoa hậu và chương trình truyền hình thực tế của cuộc thi. Góp mặt tại sự kiện có Hoa hậu Phạm Hương, Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Trương Thị May và Hoa hậu Hoàn Vũ 2015, Hoa hậu Cộng hòa Dominica Clarissa Monila. Phạm Hương thu hút mọi ống kính với trang phục ánh kim lấp lánh, mái tóc đơn giản tự nhiên và thần thái quyến rũ, gợi cảm. Trước, trong và sau buổi họp báo, Phạm Hương luôn là nhân vật được truyền thông ưu ái và đặt nhiều câu hỏi nhất. Phạm Hương đã có dịp tâm sự những gì mình đã làm được trong suốt 2 năm đương nhiệm. Đồng thời, cô cũng chia sẻ về sức nặng của chiếc vương miện và phải đánh đổi thời gian bên cạnh gia đình và người thân để hoàn thành sứ mệnh hoa hậu. Khi phóng viên nhắc đến gia đình và người cha mới qua đời, Phạm Hương đã bật khóc nghẹn ngào và không thể trả lời câu hỏi của phóng viên. Bên cạnh câu chuyện cảm động của Hoa hậu Phạm Hương, thì khán giả cũng chú ý không ít đến chiếc vương miện trị giá 2,7 tỷ đồng của cuộc thi. So với các vương miện trước đây thì chiếc vương miện Long Beach Pier chế tác mang thiết kế mới lạ và hiện đại hơn. Vương miện mang tông màu trắng bạc chủ đạo kết hợp với ngọc trai, đá sapphire tạo được sức hút và sự mới mẻ hiện đại. Chiếc vương miện dành cho tân hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 mang tên Empower, người trao quyền, với thông điệp truyền tải những khát vọng, hoài bão và niềm tin giữa các thế hệ hoa hậu, giữa các bạn trẻ trong thời đại mới. Đồng thời, buổi họp báo còn giới thiệu chương trình thực tế mang tên Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, gồm 10 tập sẽ phát sóng xuyên suốt bên cạnh các phòng thi chính thức của thí sinh. Tập phát sóng cuối cùng đồng thời cũng là đêm chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 12 năm 2017. Phóng viên đã trao đổi với trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ về việc có nới lỏng cho thí sinh đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ không. Trưởng ban tổ chức cho biết ông có nghe tin cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn đã có những phát biểu cởi mở hơn đối với một số cuộc thi nữ hoàng người đẹp về việc chấp nhận thí sinh đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc gia nên cần phải tuân thủ theo Nghị định 79 và nghị định này quy định các thí sinh không được trải qua dao kéo.
Việc đánh giá thí sinh có vi phạm quy chế phẫu thuật thẩm mỹ hay không sẽ có chuyên gia nhân trắc học đánh giá, và ban tổ chức sẽ căn cứ vào kết quả đó để đánh giá thí sinh.